cuối cùng cũng gần tới thác nước rồi. Cuối cùng cũng phải đây là hai diễn viên chính này, mới mời ở Hollywood về. Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui vì mọi người đã ghé thăm kênh Hòa IP Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình lại tiếp tục đi lên núi nha các bạn. Sau khi đi hái táo, nguyên đại gia đình mình đi hái táo cùng với ông bà ngoại ở Houston, Texas qua chơi một tuần lễ các bạn. Rồi mình tiếp tục đi leo lên trên núi để ngắm những cái thác nước thì là tuyệt đẹp luôn. Rồi ngắm lá vàng luôn, vàng đổi màu các bạn, nó trời lạnh, nó trời bắt đầu lạnh rồi, cái cây lá nó cũng thay áo mới các bạn, màu xanh nó thay màu vàng, màu cam, màu đỏ, rất là đẹp luôn. Trời thì cũng nắng lên các bạn, nắng lên nó chiếu lên những cái hàng cây, hàng lá đẹp ghê luôn. Rồi mời các bạn đi chung với gia đình mình cho vui nha. Đi ngắm cảnh thác nước và ngắm lá rơi, lá thu. Coi mùa thu ở bên Mỹ rất là đẹp các bạn. Hiện tại gia đình mình đang lái xe dọc theo cái sườn núi các bạn. Càng lên cao thì lá nó càng đổi màu càng đẹp. Càng lên cao thì nó thời tiết nó càng lạnh các bạn ơi. Trên lá cây nó đổi màu đẹp lắm. Mà đường nó càng ngày càng uốn lượn cong nữa, nó cong lắm, cong vòng luôn các bạn. Chiếu vô đẹp quá. Giống như con lăng quăng vậy. Đường đẹp hết à. Đẹp quá anh. Đẹp quá luôn. Nắng nó phía bên này nè. Đẹp quá luôn á. Rất là đẹp luôn. Cái này là bonus khúc cuối nè. Không? Ờ. Rồi cái đầu tiên nè, hôm đó nó như vậy nè. Dạ. Cái đường như vậy nè. Ôi trời ơi, hôm nào mưa đó. Mưa gió lớn thì nó được cành cây. Làm ghê vậy. Này làm sợ quá mẹ. Ghê lắm hả bố? Hai cái. Bình thường là đẹp đẽ vậy chứ lúc mà nó mưa gió nó cây cành cây nó gãy á. Dạ. Nhất là mùa đông á. Mấy cây này to thì ok, còn cây này kia nó chịu hai bên đang. Rắc rồi đi. Dạ. Chưa đi lần nào à? Chưa. Núi Stone Mountain nha, thì cái đó không nói làm gì nó sẽ. Thì ở đây rồi. Đi rồi nhưng mà cái này còn đi từ từ là đi còn. Nhưng mà cái ánh nắng á, đây nó đông quá. Cái đường đi cái ánh nắng là mờ. Hồi sáng mình đi đâu có đông dữ vậy má? Nhưng mà hồi sáng này là nó lại không có nắng anh. Ha. Nó mới chiếu lên mấy cây cho nó đẹp. Không lẽ anh ta buổi chiều người ta đi pick up dữ vậy, pick up táo buổi chiều đi. Nó sắp tới rồi đó. Dạ. Đi coi rồi đó. Dạ. Đà Lô Lê Gà kìa hoa. Hồi trước đó. Đà Lô Lê Gà kìa 18 mao. 18 mao hả? Đi thẳng lên cái chỗ mà là Đà Vàng đó. Đà Vàng 18 mao. Đó là cái gì không biết nữa. Cái chỗ mà nó bán đồ. Cây đẹp, cây đẹp, đẹp quá. Số cô là không được bán nữa rồi. Ba má vậy là tốn lắm rồi á. Bao nhiêu người mơ ước hả má? Ngay cả con với anh Hải cũng mơ ước giống ba má như bây giờ á. Nhiều người rất là nhiều người mơ hơn của ba má thì chứ sao. Dạ. Nhiều người sao tụi con nó hơn ba má. Hơn á. Thì cũng chỉ đi có mấy giờ vòng vòng vậy thôi. Nó lên. Ủa nó cái chắc hồi nãy đó anh. Không, chỗ này chỗ khác. Chỗ này chỗ khác đông quá ha. Đó cái gì cái hội chợ gì. Ồ cái bí anh ơi. Ghé đây đi bí nè. Thôi, đi không biết. Đông lắm. Đi thác nước. Phong kinh á, phong kinh á. Thác nước về nghỉ ngơi con làm đẹp. Mình có hai cái đó thôi. Cái chỗ là pumpkin đó anh. Pumpkin biết rồi. Gần nhà mình có cái pumpkin patch Beaufort đó. Chắc cuối tuần này cho tụi nó đi tới, đi. Tuần tới cho tụi nó đi. Nhưng mà mình còn đi là một Storm Mountain đó mà. Đúng rồi. Chỉ sợ không có tiền đi chơi thôi chứ không. Cũng có sức. Cuối tuần cho chúng nó đi chơi. Chẳng đáng bao nhiêu mà đi. Đáng có bao nhiêu đâu, đổ xăng rồi không có nhiêu. Nhưng mà có sức khỏe để mà đi nữa. Cái này được không? Được không? Giữ cái hòn này đó hả? Huy ăn gì vậy? Cho mì cái đi.
Bà mày có tiền không mày? Có. Nếu mà chúng mà nó... có. Không, nó lấy kho, mà nếu mà không lấy kho thì nó coi. Có. Ở đây con nó bao nhiêu được tiền? Được rồi. Có tiền. Biết rồi. Hello, how you doing? $5, okay. Nè. Right. Thank you, ma'am. We go to the fall, so how we get to the fall? Straight back to the bottom. Okay, thank you very much. Để đi đâu anh? Tới cái thác á. Cái thác phòng trọ. But I straight up to the bottom. Straight up to the bottom. Đây này chúng mình bán lên nha. Dạ. Rồi tới cái thác rồi đó. 4-5 đồng một xe hả? Ừ, 4-5 đồng à. Xe. 5 đồng một xe. Ừ, có ok hăng về nhà. Tâm mang xe ben chắc 5 đồng. Nào không phải thôi. Cái nào cũng 5 đồng. Tới rồi. Nhà nghe anh. Mà tính xe chứ đâu phải tính. Tính xe. Ở chỗ tính người á. Tới rồi. Chợ nó đông nhỉ. Cái này cái gì mà đông dữ vậy ta? Thì đi anh đi cái thác đó mà phải không? Đi thác nhưng mà sao nó đông dữ vậy? Từ nào lên cái thác cái vấn đề là vậy. Mà ngó vòng vòng coi cái đường nào lên thác mà nói nha, chứ giờ đi thẳng không biết đường rồi, nào biết luôn. Rồi em biết là đường em ngó. Lúc nãy nó mình ra kìa hả? Để nó mình đi thẳng hả? Xuống hẳn luôn. Phía trước cũng có xe đi, người ta đi thẳng kìa. Đi thẳng kìa. Yeah, nó kêu là Visitor Center High Register gì kìa. Cái đó là mướn nhà đỏ. Ờ cái in á. Ờ in á. Là giống như mướn đó, cái hotel nhỏ nhỏ. Dạ. Cái này chắc tụi mà đó đi đi cái trail mấy cái đường đó. Thấy không? Anh. Bởi vì nó có cái đường kìa. Nó có cái đường đi kìa. Bởi vì nó có cái đường đi từ đây nè, mà đây nó nè. Nó đi bộ như vậy á mà nó ra tới bên khu New York luôn á. Nè, thấy không? Cái đường nè. Mà từ Mỹ á nhiều đứa nó đi vậy là 6 tháng. Có đường. Tại vì có nhiều đứa nó muốn trải nghiệm cuộc sống của nó cái tới đoạn đó nó muốn giống vậy đó, nó đi 6 tháng cắm trại đi giống vậy đó. Đây là có cái hồ đẹp. Giờ nó bằng nó giống bằng Huy trỏ hơn Huy ra nó câu cá. Ủa cảnh đẹp vậy không quay? Ờ, hồi nãy quên bấm máy nãy nó chuyện hay quá trời. Quá hả? Đường lên đỉnh. Wow. Đẹp không? Đẹp ha? Đẹp. Coi nè, cái lá đẹp ở khúc này nè. Nhưng mà mấy cây này nó bỏ hộp nó trồng hết à. Trồng không? Nó trồng không? Đúng rồi, chứ làm sao mà nó ra giống vậy được nhiều vậy? Cây thông. Mà nó đâu có tha được giống vậy được đâu. Nó không thể nào, thấy không? Nó cây xanh xong rồi tới cây vàng, tới cây xanh tới cây vàng. Đúng rồi, đúng ra đó nè, chỗ này tự nhiên là thấy không, xanh lè đâu có nhiều vàng đâu. Kì đó mình đi kì đó. Cái này là trên đường lên núi nè. Đẹp quá trời. Ồ tai luôn. Lên cái thác chứ hả? Đường lên thác. Đường lên thác, đường lên thác. Gì con? Nó nói bà mới nói ù hết cả tai cái nó con không được nghe cái gì. Kì đây kì đó đi lên cái núi mà xong là mình đi vô trong đó nó có mấy cái cầu bắt ngang qua mình phải đi cái. Ủa cầu. Sao họ tốt mà đằng góc đó làm sao họ đi đâu làm sao đi đâu người ta? Họ muốn đi đâu? Họ đi mấy cái trail mà. Mấy cái đường nhỏ đó mà đi lên đó, đường ngọn đi lên đó. Oh, so we go straight in. Gì vậy? Hết chỗ rồi đó. Rồi, xe đó. Rồi, cái xe kìa lạ chưa? You're not recovering. Nặng lắm không? Xe đẹp á. Kìa không á. Bằng cái xe hơi. Xe mình bò nổi không á anh? Anh nhắm cái xe của em bò nổi không vậy anh? Cái đó là high parking. Mấy người mà kia. Anh, mấy người xe để bò nổi không vậy? Đi thôi. Nó trợn cái ớn quá à. Đẹp quá ha. Đẹp quá luôn. Đây người ta đi bộ nè. Có gấu kìa, thấy chưa? Có đầy kìa. Có gấu luôn. Đầy có gấu kìa.
người ta đi bộ nè. Thấy người ta đi bộ. Đó. Cuối cùng cũng gần tới thác nước rồi. Cuối cùng phải đây là hai diễn viên chính này, mới mời ở Hollywood về. Đủ chưa? Đủ rồi, đủ bên không? Còn. Nó đẹp quá nè, thác nước nè. Dòm xuống cái thác nước. Đẹp quá trời. Không. Gia đình mình đã đi đến nơi cái thác rồi nè các bạn. Thật là đẹp luôn á nha, như giống như là một cái bức tranh đẹp lắm luôn á. Nhưng mà mình quay tại vì nó sâu lắm, nó mình đang đứng ở ngay chỗ rất là, nói chung là kênh viên cái cầu á, mình nhìn xuống ghê lắm các bạn. Xuống nhìn xuống cũng chóng mặt luôn á. Mình sợ rớt xuống dưới á. Rồi hai vợ chồng tự chụp hình nè các bạn. Lâu lắm rồi hai vợ chồng mình mới chụp chung á. Hai đứa mình cũng ít khi nào chụp chung lắm. Cho nên là chụp chung cho vui. Sao tranh thủ chụp hình nè, chụp hình chung với ông bà ngoại, với mấy đứa nhỏ nữa. Mình cứ lăn xăng hoài luôn á. Cho nên là đang chụp hình thì cũng có mấy người, người ta đi chơi chung á, người ta đi cũng đi ngắm thác có nước á, thì người ta chụp cho gia đình mình nè. Họ ta người ta cũng dễ thương các bạn. Họ thấy mình lăn xăng chụp hình, họ cũng nói là có muốn giúp không thì mình chịu liền. Đó. Cái này là người lạ chụp đó các bạn, đẹp không? Lâu lắm rồi mới có tấm chụp hình chụp chung với ông bà ngoại nguyên gia đình luôn các bạn. Rất là vui luôn. Mệt hả? Nữa. Thằng kỳ cục. Bố nghỉ trước đi bố. Để nào lên kia. Ok, con leo, con tự leo. That's good. Đi. Đi thôi. Mọi người mọi rồi, mệt chưa? Dạ. Yeah. Mệt không? Quay ba nè. Đẹp hơn. Đẹp, ừ, đẹp lắm luôn. Đây, góc này có hai người tâm sự ở đây. Thằng Hưng à. Thằng Hưng phá đám. Đây là ông bà ngoại. Uống không? Có uống không? Dạ không má ơi. Chạy. An là yếu nhất. Đây hả? Lên lên. Chào mẹ ơi. Ừ? Mẹ mẹ. Ừ. Xe đó hả? À? Cái cây lá vàng đẹp quá nè. Anh. Cái cây này đẹp ghê không? Thank you.
ơi. Gì dạ? Nói thôi rồi, đi về nhà thôi. Bố đừ không? Đừ chứ. Đừ. Đừ chứ. Giờ quá nhiều. Đi vậy khỏe. Thôi. Giờ con ăn xong rồi đi về chứ. Đúng rồi, đi ăn rồi đi về. Đi ăn xong rồi đi về ha. Đúng rồi. Đói à. Đi chép xuống đó nha, nó quên đó luôn. Nó muốn đi về để nó nhớ cái máy á mà. Cũng đồng quá ha. Đồng quá, trời đồng. Mới đầu em cũng nghĩ chỗ này cũng vắng, không có đông mà. Ai ngờ quá đông. Bây giờ gia đình mình đi về các bà ơi, cái thác nước á, thực ra nó cũng đẹp, nhưng mà cái núi nè, cái ngọn núi này nó có rất là nhiều thác nước. Nhưng mà gia đình mình cũng là may mắn đó các bạn, may mắn cũng có chỗ để đậu xe đó. Cũng không ngờ là người ta đi rất là đông luôn, tưởng là mình đi về nhà không rồi các bạn, không có chỗ đậu xe luôn á. Cứ đi vòng lên tới cái đỉnh núi mà để thì không thấy chỗ đậu xe phía dưới, cho nên đi cứ bò lên hoài cho tới gần lên cái thác luôn các bạn. Cũng may mà gần lên trên đó thì lại có cái chỗ đậu xe, bởi vậy trong có cái rủi cũng có cái may các bạn. Tại vì lên tới đó thì mình đi bộ tí xíu thôi là tới cái thác nước rồi. Nếu mà mình đậu xe ở phía dưới á thì mình đi bộ lên thì rất là xa luôn. Mà ba má mình á thì cũng lớn tuổi rồi cho nên là đi cũng không nổi đâu các bạn. Cũng may á, cũng may mà còn một chỗ đậu xe duy nhất luôn, hên quá trời hên luôn. Cho nên mới có được cái những cái hình ảnh đẹp á. Cái thác nước rất là đẹp luôn đó, nhưng mà mình quay phim thì thấy nó không có được đẹp như ở ngoài đâu. Đợt này đi chung với ông bà ngoại là đuối nhất các bạn. Mấy đứa nhỏ thì nó không có mệt đâu, người lớn là mệt. Nhất là ông bà ngoại. Ba má mình rất là mệt luôn. Mà vui các bạn, vui lắm. Mình xin kết thúc cái video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và ủng hộ kênh Hòa AV Cuộc Sống Mỹ. Cảm ơn rất là nhiều. Mến chúc mọi người luôn hạnh phúc và bình an. Mọi người nếu thương yêu kênh của mình thì nhớ tặng cho mình một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình với nha. Để mình có động lực làm những cái video kế tiếp nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video lần tới. Bye bye. Yes, can I have the 12 piece legs and thighs? The 12 piece? Yeah. No, family meal.